chào tất cả các bạn. Ở những bài học lần trước thì chúng mình đã được học về các cái khối lệnh như là khối lệnh chuyển động này, nhóm lệnh âm thanh, hiển thị hoặc là những nhóm lệnh về sự kiện và điều khiển cho chương trình của mình, đúng không nào? Vậy thì trong video này, cô sẽ hướng dẫn cho chúng mình một nhóm khối lệnh mới, đó chính là khối lệnh biến. Và hãy cùng thử tìm hiểu với cô xem ở khối lệnh biến này thì chúng ta có những câu lệnh đặc biệt nào nhé. Chúng ta đang nhìn thấy trên màn hình ở đây. Hôm nay cô cũng lại kết hợp các câu lệnh mà chúng ta đã học và có một chương trình như sau. Chúng ta đang nhìn thấy thì trong kịch bản Codekitten sẽ di chuyển và hướng những viên thuốc tránh corona, đúng không nào? Tuy nhiên, đây chưa thể gọi là một trò chơi được vì chúng ta còn thiếu rất là nhiều yếu tố. Như chúng ta thấy thì trong trò chơi này chắc chắn là chúng ta sẽ thiếu phần tính điểm cho chương trình để cho chương trình của chúng ta được hấp dẫn hơn. Vậy thì chúng ta sẽ nhìn xuống phía dưới khối câu lệnh và cô sẽ giới thiệu cho chúng ta khối câu lệnh đấy là các biến số. Và chúng ta sẽ hiểu biến số là một đại lượng thay đổi dùng để lưu trữ dữ liệu trên bộ nhớ của Codekitten. Và tại một thời điểm nhất định thì biến số của chúng ta sẽ mang một giá trị duy nhất. Và biến số này của chúng ta có thể thay đổi giá trị nhiều lần trong quá trình chúng ta chạy chương trình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tạo một biến để lưu trữ phần tính điểm cho chương trình của mình nhé. Cô sẽ tạo một biến số. Chúng ta nhìn thấy rằng có hai loại biến số. Một là biến số cho tất cả các cái nhân vật ở trong trò chơi của mình. Giá trị của biến có thể thay đổi tất cả các đối tượng ở trong chương trình. Hai là giá trị của biến số sẽ chỉ hiển thị và thay đổi với chính cái nhân vật mà lúc đầu chúng ta lựa chọn. Vậy thì trong chương trình này chúng ta sẽ cần điểm số được thay đổi bởi tất cả các cái nhân vật và đối tượng. Và cô sẽ chọn tên biến mới đấy là điểm. Và chúng ta sẽ chọn là để cho tất cả các đối tượng nhé. Sau khi chúng ta tạo biến xong thì màn hình sẽ hiển thị lên một hộp thoại. Hộp thoại này chính là chứa giá trị của biến mà chúng ta vừa mới tạo. Để thao tác với biến thì chúng ta có khối lệnh như sau. Một là khối lệnh đặt biến số. Và khi bắt đầu chương trình thì chúng ta sẽ đặt điểm số lúc này là 0. Và cô sẽ tạo thêm một biến nữa, đấy là biến thời gian. Ta có thể tính thời gian cho chương trình của mình. Khi chúng ta bấm vào cờ bắt đầu chương trình thì chúng ta sẽ đặt thời gian cho chương trình là 30 giây. Lát nữa thì chúng ta sẽ đặt cho thời gian đếm ngược. Nên chúng ta sẽ bắt đầu đặt thời gian từ cao nhất là 30 giây và quay ngược trở lại. Câu lệnh tiếp theo dùng để thay đổi giá trị. Đây là câu lệnh thay đổi điểm một lượng. Câu lệnh này thì sẽ giúp cho chúng ta thay đổi giá trị của biến. Vậy thì chúng ta sẽ đặt câu lệnh này ở phần chương trình. Ví dụ nếu như đang chạm vào Codekitten thì chúng ta sẽ thay đổi điểm một lượng bằng 1, tức là tăng lên 1 điểm. Tương tự thì ta sẽ có nếu như chạm vào virus thì điểm sẽ bị trừ đi. Vậy chúng ta sẽ chọn nếu đang chạm vào Codekitten thì lúc này thay đổi điểm một lượng bằng -1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng kiểm tra nhé. Chúng ta vừa thấy thì hai biến số chúng ta tạo ra là biến điểm và biến thời gian đã thay đổi theo như chúng ta lập trình. Đấy là khi Codekitten chạm vào những cái nhân vật như thuốc thì sẽ thay đổi một lượng là 1, tăng lên 1 điểm. Chạm vào virus thì sẽ thay đổi một lượng là -1, tức là bớt đi 1 điểm. Còn đối với biến thời gian thì chúng ta sẽ lập trình như sau. Khi nhận được tin nhắn giải trí, tức là tin nhắn để bắt đầu chương trình, bắt đầu vào trò chơi, thì lúc này chúng ta sẽ đặt Thì lúc này chúng ta sẽ thay đổi biến thời gian một lượng bằng -1, tức là giảm xuống. Khoảng cách giữa mỗi một lần thay đổi sẽ là 1 giây. Và chúng ta thay đổi 30 lần. Vậy là chúng ta đã biết được rằng nhờ vào nhóm khối lệnh biến thì chúng ta có thể tạo các biến để đặt các cái giá trị, ví dụ như tính điểm hoặc đặt thời gian chương trình của mình, đúng không nào? Và hãy tìm lại những cái chương trình lần trước mà chúng ta đã thực hiện để chúng ta sẽ đặt thời gian cũng như cách tính điểm cho các cái chương trình của mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.